duyên làm gì trong làm không biết. Hello.
Rồi tôi lớn vô đây tôi nói chuyện nhà ba cử này chặt rồi chặt rồi đó quá rồi qua rồi một sáu năm năm Thank you.
dài đầu chân 20 rồi em ruột làm ngoài bệnh viện Hương Phú đó, đó đó, cho hiện nay đang làm trường khóa đó, ba bốn đứa All right.